Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em tiếp tục về được thêm một ít hàng lưỡi cưa đường kính 21, lưỡi cưa cắt gỗ nhá. Em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng hoặc là quan tâm tìm hiểu các mặt hàng về hàng Nhật bãi thì alo hoặc kết bạn trực tiếp cho em theo số điện thoại 0975275636 ạ. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Rồi ạ. Hôm nay em mới về thêm được một ít hàng lưỡi cưa này. Bữa nay thì em bán rất là nhiều rồi. Mọi người mà theo dõi kênh của em ấy cũng sẽ thấy được là cái hàng này em bán. Đây. Hàng lưỡi cưa cắt gỗ nhá. Cái này đường kính của nó là được gần 21. Nó là chính xác là 208. Nhưng mà mình cứ gọi nó là đường kính 21cm đi cho nó dễ nhá. Đường kính 21cm này. Lỗ trục của nó là lỗ trục 25. Lỗ trục 25 nhá. Hộp kim của nó dày 2 ly này. Và lưỡi này lưỡi răng thưa, nó có 20 răng nhá. Hàng lưỡi bãi chưa qua sử dụng. Cái này thì nó có cả khung kích thước như này. Nhưng mà nó có loại lỗ trục 25 và lỗ trục 30. Ai mua loại nào thì cứ báo em nhá. Đây là hình thức của nó này. Lưỡi mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Mọi người để ý hộ em này. Hàng lưỡi cưa cắt gỗ nhá. Lưỡi cưa cắt gỗ. Cái này nó chỉ có 20 răng thôi và giá bán là 150.000 một chiếc. Bác nào mua thì alo đặt hàng cho em nhé. Còn bác nào muốn mua xỉ, mua số lượng ấy thì báo em gọi hoặc là gọi em vào trong số điện thoại đấy. Sẽ có giá xỉ cho mọi người muốn mua xỉ nhá. Đây này, còn đây là cái bộ thước đa năng hôm trước em về này còn là mấy cái. Này em quay lại thôi, quay lại cái này này. Bác nào mà chưa xem được thì alo mua đặt hàng nhá. Này, cái hàng thước đo đa năng này. Một cái bộ thước như một bộ thước như này này nó gồm là 4 chi tiết, 1 này, 2 này, 3 và cái thước này là 4 nhá. Đấy, 4 chi tiết này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đo góc này, đo góc rồi đo góc vuông này, đo độ này. Đây, bên này. Nói chung là bác nào mà làm nghề ấy, thì mình sẽ thấy được cái thước này nó rất hữu ích và cái việc của mình và nó làm đo đạc được rất là nhiều việc. Cái này thì em bán vẫn như trước thôi ạ, 160.000. 160.000 một bộ thước như này nhá. Đây là cái chiều dài của cái thước này là bao nhiêu đây? 30cm, tổng từ đầu này đến bên đầu này là 30cm nhá. Đo vuông được này, đo góc được này, đo độ được này. Đấy, về các bác thợ thì tha hồ mà đo đạc. Giá bán là 160.000, ship Hà Nội là 20.000, còn khác tỉnh khác là 35.000 một đơn nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì alo đặt hàng ủng hộ bên em nhé. Rồi trên video của em hôm nay chỉ em chỉ giới thiệu hai sản phẩm như vậy thôi. Mọi người mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em. Và nhớ nhấn cho em xin một nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để mỗi khi bên em đăng lên những video mới thì mọi người có thể xem được đầu tiên sớm nhất, để không bỏ qua những video mới nhất, để sang được những món hàng ưng ý nhất nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh các chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.